Messi Thái bất ngờ rơi vào tình cảnh của Quang Hải, cả Đông Nam Á xót thương hai tài năng. Chiều ngày 10 tháng 9, Kawasaki Frontale đã đánh bại Sanfrecce Hiroshima để đánh lại vị trí thứ hai của chính đối thủ này, đồng thời gây sức ép với đội đầu bảng là Yokohama F. Marinos với khoảng cách chỉ 3 điểm. Trong khi vẫn còn hy vọng tới 7 vòng nữa, Kawasaki còn nguyên hy vọng là vô địch J-League. Nếu điều đó diễn ra, Chanathip sẽ là cầu thủ Thái Lan thứ hai đăng quang tại giải đấu cao nhất Nhật Bản sau Thairathorn Bumathan. Tuy nhiên, Messi Thái thì không quá vui mừng trước viễn cảnh đáng tự hào ấy khi mà bản thân đang đánh mất chỗ đứng ở Kawasaki. Trong trận gặp Hiroshima, là lần đầu tiên anh có tên trong danh sách đăng ký sau 3 trận liên tiếp bị loại, sau đó ra sân ở phút 90+3, chỉ 1 phút trước khi hết giờ. Cũng trong lúc này, Pau FC đang lần đầu tiên dạy tròn 3 điểm ở Lê Thu trong mùa giải năm nay, nhưng Quang Hải thì cũng không tham gia vào thắng lợi đó. Đây là lần thứ hai anh ngồi dự bị cả trận đấu, huấn luyện viên Thorlot đã tiếp tục triển khai hệ thống 5-3-2 với bộ ba tiền vệ yêu thích, đó chính là Omedia, Steffi và Henry Savet. Bên trên là cặp tiền đạo Mohamed Chatara, Pape. Với cách tiếp cận này, Pau FC có được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, cầm bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tất nhiên, sơ đồ này khi mà đang phát huy hiệu quả, không có lý do gì để Thorlot quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 với Quang Hải trong vị trí số 10. Thật ra Quang Hải thì cũng chẳng lạ gì sơ đồ 5-3-2 đồng thời chơi tốt ở vị trí tiền đạo hoặc là tiền vệ. Nhưng đó là ở đội tuyển Việt Nam, còn tại Pau FC, huấn luyện viên trưởng không muốn mạo hiểm với cầu thủ 25 tuổi, người không có thể hình tốt và thường thất thế trong các cuộc tranh chấp. Có thể thấy Quang Hải vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của các đồng đội. Sau 6 lần ra sân với 210 phút thi đấu, anh chỉ chạm bóng 81 lần, bình quân 13,5 lần mỗi trận. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Chanathip. Messi Thái thì chỉ đá 14 trên 27 trận tại J-League 2022, chưa một lần nổ súng và vòn vẹn có một pha kiến tạo. Chuyển đến Kawasaki vào hồi đầu năm 2022, ngôi sao Thái Lan vẫn đang gặp vấn đề với chuyện hòa nhập. Vốn quen đá số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 ở Hokkaido, thì bây giờ anh đã không còn trở thành một phần quan trọng trong hệ thống 4-3-3 tại Kawasaki. Sắp tới thì Chanathip sẽ còn khó khăn hơn khi mà Oshima Jota, một cầu thủ cùng với phong cách và đã có thâm niên 10 năm ở câu lạc bộ, đã trở lại sau chấn thương. Bản hợp đồng với mức giá kỷ lục 3,5 triệu euro đã không giúp ích cho Chanathip, cũng như là cơn sốt truyền thông không thể mang lại cho Quang Hải suất đá chính. Cả hai đã tới Kawasaki và Pau FC với mong muốn nâng cấp sự nghiệp, song họ đang đối mặt với thực tế khốc liệt ở môi trường mới, nơi mà năng lực cạnh tranh có tiếng nói duy nhất. Chanathip từng thành công khi mà chứng minh năng lực ở Sapporo. Quang Hải thì cũng đã nổi tiếng, không bao giờ gục ngã trước khó khăn và luôn tiến về phía trước. Khả năng cả hai không dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay là hành động cho thấy Chanathip và Quang Hải quyết tâm như thế nào. Họ không bỏ cuộc một cách dễ dàng và có thể tỏa sáng một lần nữa, trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á. Nếu được ví von với Messi bởi dáng người nhỏ bé, lối đá kỹ thuật cùng với chân trái khéo léo, tuy nhiên đây cũng là một trong những điều hạn chế. Trong đợt FIFA Day sắp tới, cả Quang Hải và Chanathip sẽ trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia, nơi họ là ngôi sao số 1 và được chơi vị trí sở trường. Riêng Quang Hải, sắp tới anh trở về nước hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam trong một tâm trạng háo hức khi mà được gặp lại người thân, bạn bè. Nhưng bên cạnh đó, ngày về của tiền vệ này thì cũng chẳng ít nỗi niềm. Đội bóng của Quang Hải đang khoác áo vừa có lần đầu tiên tận hưởng niềm vui chiến thắng trước khi đánh bại câu lạc bộ Lava bằng với một tỷ số tối thiểu 1-0. Pau FC đang có niềm vui nhưng mà với tiền vệ đến từ Việt Nam thì đó là trận thứ hai liên tiếp anh phải ngồi ngoài xem các đội thi đấu. Tình huống này một lần nữa dấy lên những lo âu về tương lai. Lo âu này thì chẳng phải quá xa vời bởi hai trận qua thì Pau FC đã chơi khá tốt và giành được kết quả vô cùng khả quan cho mục tiêu trụ hạng mà không có Quang Hải. Điều đó cho thấy cơ hội trở lại đội hình xuất phát hay là cơ hội thi đấu của tiền vệ đội tuyển Việt Nam thật sự mong manh. Và bởi thế, dù rất vui khi mà trở về hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam, nhưng mà rõ ràng tiền vệ này thì cũng mang theo nỗi niềm chẳng phai nhỏ vì là những kỳ vọng từ người hâm mộ tới lúc này chưa được Quang Hải đáp ứng. Vì vậy, đường về của Quang Hải cũng có những nỗi buồn và cả áp lực không nhỏ. Đến bây giờ, chưa thể khẳng định tiền vệ đội tuyển Việt Nam thất bại trong chuyến xuất ngoại của mình, bởi đây mới chỉ là chặng đường đầu tiên sau khi rời Hà Nội FC sang Pháp. Với hai mùa giải trong bản hợp đồng, rõ ràng vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân cũng như thay đổi tình hình nhằm góp phần làm sặc danh bóng đá Việt Nam và cho chính Quang Hải. Suy nghĩ tích cực thì là thế, còn thực tế lại khác và nhiều người thì đã bắt đầu nói về tương lai của tiền vệ này. Quang Hải sẽ thế nào và đi về đâu khi mà không tìm thấy được chỗ đứng ở Pau FC?
dễ dàng trả lời nếu tới đây tiền vệ con cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo không tự tin vào đường chứng minh. Và rồi với những gì đang nhìn thấy thì dường như thất bại hiện diện trước mắt, buộc Quang Hải phải toan tính kỹ hơn nếu muốn đảm bảo sự nghiệp của mình. Trở lại V-League hay là chọn bến đỗ mới thích hợp cũng sẽ là một vấn đề tương đối lớn đối với Quang Hải. Nghĩ thế thôi để thấy rằng đường về thực sự cũng chẳng gần cho tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm mới đây đã trở về V-League sau hơn 3 năm ra nước ngoài thi đấu, trong đó có 2 năm phải dự bị tại Nhật Bản. Ở tuổi 29, Văn Lâm đã thú nhận rằng mình không còn trẻ để mơ mộng nữa, đã đến lúc phải thực dụng hơn. Và đấy là trở về sân cỏ Việt Nam để tính chuyện ổn định kinh tế, lo cho tương lai. Quả thật, dù là mai mòn ghế dự bị ở câu lạc bộ hạng 2 của Nhật Bản, nhưng khi mà Văn Lâm trở về nước, ngay lập tức các loạt câu lạc bộ đã trải thảm đỏ cho chàng thủ môn này. Và rồi, Lâm Tây đã chọn Bình Định với mức giá 400 triệu đồng trên một tháng, mức lương lót tay 13 tỷ đồng cho 3 năm. Như vậy, với việc chọn đi cùng với đội bóng đá Bình Định, Văn Lâm đã có thể thoải mái lo cho tương lai. Chưa kể, sau khi hết hợp đồng, công cuộc chuyển nhượng và kiếm tiền của Văn Lâm thì vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta khó trách cho sự lựa chọn của Văn Lâm khi mà trước đó chưa một cầu thủ Việt Nam nào thành công ở sân cỏ nước ngoài. Công Vinh, Phan Hậu, Công Phượng, Xuân Trường rốt cuộc cũng đã trở về chấm dứt những ngày tháng mộng mơ. Và những ngày nay, nhìn thật sự khó khăn với Quang Hải tại câu lạc bộ Pau mới thấy được giấc mơ châu Âu của anh, cũng như là của các cầu thủ Việt Nam đã gặp quá nhiều thách thức. Quang Hải nếu ở lại chơi cho các câu lạc bộ Việt Nam thì tiền lót tay và chuyển nhượng rất cao, nhưng mà anh vẫn quyết tâm sáng phát thi đấu. Xem lại mấy trận vừa qua, với một đội bóng yếu như Pau, người hâm mộ mong huấn luyện viên đội bóng này tiếp tục kiên nhẫn với Quang Hải, mong sao chàng trai đầy tài năng và nghị lực sẽ trụ hạng. Nói thế bởi ngay lập tức lúc này thì bóng đá Việt Nam đã không có cầu thủ nào hội quân và cũng không có những phẩm chất để đạt chuẩn châu Âu như Quang Hải. Ở Anh vẫn còn tiềm ẩn nhiều năng lực phi thường và gieo hy vọng cho người hâm mộ. Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ còn hai cầu thủ cả nam và nữ đang chơi bóng tại nước ngoài, bao gồm Quang Hải và Huỳnh Như. Sau khởi đầu tương đối suôn sẻ tại Pau FC League 2 thì Quang Hải đã được huấn luyện viên Toloss sử dụng vào hai trận gần nhất thì đã không được ra sân phút nào. Trong khi đó, tối ngày hôm qua, Huỳnh Như đã có khoảng 10 phút được Lành FC cho ra mắt. Ngoài việc chơi rất nỗ lực khi có mặt trên sân, Huỳnh Như còn lập nên hai cột mốc rất ấn tượng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại châu Âu và cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ở ngày ra mắt trong một giải vô địch quốc gia châu Âu.